sông Côn, hai cầu luôn bạn. Mình quay cảnh chỗ đây có cái đập. Mình không biết cầu đây là tên gì luôn ạ. Cầu đẹp lắm. Nhìn hai cầu đẹp mình thấy có vẻ mới lắm. Bên kia một cái cầu nữa. À, bên đây một cái cầu nữa. À, cho nên trong hai đường đó như mình đi đường nào cũng được mà. Như hai đường. Sao chỗ đây làm tới hai cầu mình không rõ. Làm tới hai cái cầu mà. Gần nhau, sát nhau, cách nhau có khoảng 100 mét. Để mình chạy qua cầu kia các bạn thông qua nhà mình. Con đường đây là DT636B các bạn. Ủa cái đập nhìn đẹp quá. Nước bên đây cũng vừa vừa bạn, chứ không cao lắm. Đang mùa khô mà, mùa nắng. Đây có cái đường đi qua nè. Không biết mình coi thử là có đi qua cái con đường bên kia không, mình chạy thử rồi bạn. Qua cái cầu bên kia chạy vòng cho đây các bạn xem đi. Sao chỗ này người ta làm hai cái cầu một lần mà hình như đi qua được này. Cách nhau có 100 mét à. Tới hai cái cầu. Lý do tại sao thì mình cũng chưa rõ mà. Đây này hai cầu, nếu như vậy hồi nãy ở dưới kia đi lên cái ngã rẽ đó mà mình đi đường nào cũng được mà. Nhưng mà cái cầu này thì hướng này là đi về trên lên đây là đi về một cái hướng khác rồi. Để nhiều phút. À, đi Nhân Phúc kính chào nè, có cái cổng chào nè, Nhân Phúc. Bên đây Nhân Phúc này, còn cái phía bên kia là, để mình coi là mình lên một đoạn nữa bạn. Hình như cũng cua lại cái đường bên kia hay sao mà. Hình như cũng như nhau. Không biết có gặp nhau không. Đây mình qua cái cầu lại thử nha bạn. Cầu đây là cầu Phù Ngọc. Để đi tham quan cho biết. Mà lý do sao hai cầu gần nhau thì mình chưa rõ là sông Côn. Cầu đây cũng thấy cũng mới bạn, chứ đâu phải cũ. Nếu mà giả sử cầu cũ bây giờ mở đường kia người ta làm cầu mới thì mình thấy cầu đây cũng mới. Hai con đường này thấy cũng đều mới. Đây là cầu Phù Ngọc. Còn cái cầu bên kia thì mình không thấy đề tên. Đây bạn qua đường kia cũng được rồi bạn. Đó, hai bên là như nhau. Mình chạy qua bên kia lại. Nó hơi tùm lóc. Các bạn, hai cái cầu sát bên đó mình đi qua đây là tới đây là xuống cái cầu bên đây. Qua cầu bên đây. Cách nhau trên kia khoảng 100 mét, dưới đây khoảng vài chục mét à. À cũng cầu Phù Ngọc luôn bạn. À bây giờ bên đây thấy có tên nè. Cầu Phù Ngọc. Như vậy là ở đây là cầu đôi rồi. Cầu đôi. Lạ, cái chỗ đây cũng hơi lạ, mình không rõ. Thôi bây giờ mình chạy thẳng các bạn, đi lên chợ An Thái. Chắc là vẫn là An Nhơn rồi. Thôi xin thân ái chào tất cả các bạn.